BQ xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về loài kiến đen có tên khoa học là Ocheteluz nhé. Hình dáng, kiến đen có độ dài từ 2,5 đến 3mm, có màu bóng và đen. Chúng là loài khá quen thuộc với mọi người. Thói quen, dòng kiến đen này thường đi theo đàn tìm thức ăn trong nhà bếp, rác thải và phân các loài động vật, nên nó có khả năng lây bệnh khuẩn Salmonella và lây lan sang nơi khác. Cách tốt nhất là dò tổ và dùng thuốc diệt tận gốc chúng. Vòng đời, ấu trùng kiến đen nở ra khỏi trứng thành một ấu trùng màu trắng, nhỏ hơn về phần đầu. Ấu trùng sau đó sẽ phát triển thành nhộng và có màu trắng kem. Đôi khi có kén tơ bọc xung quanh bảo vệ chúng. Kiến đen trưởng thành có 3 phần rõ ràng, đầu, ngực và bụng. Thời gian giữa giai đoạn trứng và kiến phát triển thành con trưởng thành có thể mất từ 6 tuần trở lên. Nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loài kiến, nhiệt độ, lượng thức ăn. Đặc biệt trứng kiến đen được thụ tinh sẽ nở thành con cái. Trứng không được thụ tinh sẽ nở thành con đực. Trên đây là một số đặc điểm cơ bản của loài kiến đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy like và đăng ký kênh giúp mình có động lực ra những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn.